Tôi cần blog post. Nhiệm vụ rất là đơn giản. Đầu tiên bạn bấm vào Telegram. Rồi, các bạn chờ lót chút nha bạn. Rồi. Rồi nhiệm vụ nó các bạn join vào kênh Telegram đó nha bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ nhà C20 mình vào đúng không? Bien. Các bạn join rồi, các bạn vào cái phần link thứ hai của mình điền form nha các bạn. Điền địa chỉ username theo word bạn join vào á. Rồi các bạn bắt địa chỉ với IC20 vô, rồi các bạn bấm vào iDrop. Rồi các bạn bấm nút gửi nha bạn. Rồi như vậy là nhiệm vụ mình đã hoàn thành nha bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.